You will die later. Mày sẽ chết sau đó. Không, 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 không. Tao không thể chết được. Làm sao mà tao có thể chết được? You will die later. Mày làm gì tao? Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game rất là đáng yêu, đó là Mass Adventure. Rồi, thì trò này sẽ chơi như thế nào thì mình cũng không biết, nhưng mà các bạn kêu là trò này dễ thương lắm, để mà cho mình chơi cho vui. Wait a minute. Các bạn kêu là trò này dễ thương lắm, chơi cho vui, cho vui, cho vui. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. À, sao không có menu gì đó rồi sao chơi? Hello. Tôi có cảm giác gì đó là cái trò này nó không đúng ở chỗ nào nghe. AD Space là nhảy, lít chuột là không. What? Cái này kiểu Mario Tron đúng không? Quá đơn giản. Ủa rồi mắt con mẹ gì chết? Mắt con mẹ gì chết má? Trời ơi. Mỗi lần chết cái cộng điểm điểm yếu đuối. Mẹ tự nhiên cái bị điểm ú đú vô 300 điểm. Tốt nhất kinh nghiệm chơi những cái trò này là không bao giờ ăn gì hết, trừ khi ăn mặt trời thôi. Né ra thôi. Đơn giản chú ơi. Nhảy qua đúng không ta? What the? Quan trọng ở đây là kinh nghiệm và chiến thuật. Chết rồi mới có những trải nghiệm thực tế đúng không? Đơn giản. Tao mới nói đơn giản luôn mà nó banh ra là tao chết rồi. Té khác gì đó. Thôi chơi mấy trò này có gì đâu mà giận. Khốn nè. Khốn nè. Mình đã tách ra nè. Cho nên là mình phải nhảy ở chỗ tách. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Trời ơi. Nó làm tao giật mình má. Chết hoài luôn. Có một thoáng gì đó nửa giây mình suy nghĩ là nó sẽ không tách. Thế là nó vẫn tắt. Và mình vẫn rớt vào cái hố gai đấy. Tét quả chân cút. Đấy. Be careful and keep slow. Ok, keep slow. Sao kêu keep slow? Mẹ chỗ đấy đi chậm cho chết à. Nhảy hết cây. Đồ đơn giản thôi. Oh my god. Bình tĩnh nè. Đấy. Cà kiếp xì lô đúng không? Đó, đi chậm thôi. Nhấp nhấp nè. Bình tĩnh, tự tin. Chỗ gì đây? Ôi. Bi bye bye, have a great time. Biết rồi, biết rồi. What? Có nên thoát không? Kẹt luôn rồi. Yes. Trời má, đi lại luôn.
dạy thì chứ. Lúc này là phải kinh nghiệm. Đó. Ôi nó lại đơn giản. Nó lại đơn giản các bạn ơi. Mày không được thoát. Tao đã canh giữ ở đây 10.000 năm rồi. Gì á? Nó trời ơi. Đi lại nữa. Trời gót luôn cái góc lát này. Cái này là cái bẫy hay là nó chơi mất dạy ta? You will die later. Mày sẽ chết sau đó không? Không 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 không, tao không thể chết được. Làm sao mà tao có thể chết được? Thằng chó này. Mày chỉ chù dập cho thôi. Cái này là thẳng tiến đúng không? Này là mình phải đi ngược lại nè. Chữ gì nữa? Rồi nè, nhảy lên kia là phải ngược lại liền. À, không thôi là rớt. Nè. Khốn nạn. Mất dạy. You will die later. Tôi biết sợ mày quá. You will die later. Mày làm gì tao? Nữa mẹ nó. Sao hả? Sao hả thằng nhóc? Sao nào? Save her and you win. Chớp chớp. Có phải gì không? Không. À. Trời má tao cứu nhầm con lực sĩ nào mà nó đấm tao một cái tao chết ngắt luôn vậy. Con đó không phải là con công chúa. Con đó là con đô vật. Núp ở đây đi. Nó làm cho mình mất bình tĩnh đó các bạn. Mẹ nó. Những cái trò này là bạn phải, thật sự là bạn phải bình tĩnh lắm luôn á. Ví dụ như mình giờ mà mình chửi cái gì, chơi mấy trò này đừng bao giờ chửi. Chửi nó là coi như là mình thua rồi đó. Mình mất bình tĩnh là mình thua. Tôi ta tính nhảy lên đầu con công chúa nhưng mà ai ngờ con công chúa đó là đúng. Nếu mày gớt xuống cái lỗ này mày sẽ bị cùi. What? Má gì mà mày nhảy. Ê! Má tự nhiên mất hai mạng ngu vậy ta. Chọn đường khó thì nó sẽ đúng. Long tam nô xí, đường khó. Kiểu nó hay dụ mình đó không? Đi đường dễ thì nó sẽ ấy nè. Ủa, vẫn chết rồi. Thôi chọn đường dễ đi. What? Đó. À. Nè qua nè. Nó lại đơn giản. Đừng nhảy lên tôi. À, gặp mày là sẽ là cái bập bên đúng không? Mày là con chó đẻ. Quan trọng nó nằm ở cái đẳng cấp các bạn. Thấy không? Dễ gì mà giết được tôi. Nè. Làm sao ta? I believe I can fly. Đi lỗ mẹ nó. Nãy nó xong rồi nhảy theo luôn. Hiểu. I believe I can fly. Ôi thằng chó này lừa mày. Ok. Nè quẹo về nè. À thế à. Ủa sao mày đi luôn? Bottle. Đú. Hay vậy.
Ui chỗ sale kìa các bạn ơi. Tới chỗ sale rồi các bạn ơi. Sao qua ta? Ui. Ảo vậy? Sao nữa nè? Ôi. Đó. Nhiều đó thôi. Mở cái kia nữa là rớt luôn á. Canh chỗ sale nè. Chỗ sale đâu rồi? Dễ gì chú ơi. Đâu nhắc lại mấy nút nhảy làm gì ba. Nè qua thôi. Tôi thề luôn là tôi bấm nút nhảy rồi nhưng không nhảy. Không nhảy nè. Ui nó đổi nút nhảy nè các bạn. N đù chó không nè đó thấy không. Các bạn hướng dẫn đó. Các bạn hướng dẫn nó đổi nút nhảy lại. Nhảy lên nè. Cười con mẹ mày điên á. Game nó cười đó chứ không phải là ghép tiếng cười đâu má. Này đơn giản rồi. Không. I believe I can fly. Đổi nút lại. Sáu mươi mốt mà. Vãi cái kích. Game chó này kêu dễ thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra kia các bạn hãy comment cho mình biết là các bạn muốn theo dõi tiếp cái series Mad Adventure này không? Mình hơi mệt với nó rồi đó. Rồi bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah. Nghe nè. Để tay để môi lên màn hình nè.